hối lộ trưởng thôn. Chào bác Ngọ. Chú Long đấy à? Hôm nay qua đây chơi hay có việc gì thế? Em qua đây có việc nhờ bác. Bác cho em xin cái chữ ký vào đây được không ạ? Sao lại xin vào danh sách hộ nghèo? Chả là thế này. Em nghe người ta mách. Được vào danh sách hộ nghèo thì mỗi tháng sẽ được nhà nước trợ cấp cho ít tiền. Em lên xã làm thủ tục thì người ta bảo trước tiên em phải làm đơn rồi đưa cho bác trưởng thôn ký. Chú chưa hiểu rồi. Có phải ai cũng được xin vào danh sách hộ nghèo đâu. Phải có tiêu chuẩn mới được chứ. Như nhà chú là chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt đâu. Dạ em biết nhà em chưa đủ tiêu chuẩn rồi. Có thế thì em mới phải nhờ bác. Bác cứ giúp em ký cho em một chữ vào đây. Còn lại em tự lo. Không được đâu. Nhà chú đâu có đủ chuẩn hộ nghèo mà tôi ký cho chú. Vợ chú làm công nhân nhà máy, nhà lại có ruộng, hai thằng con chú nó khỏe mạnh thế, sao đủ tiêu chuẩn mà xin vào hộ nghèo? Không đủ tiêu chuẩn thì bác cứ cho em vào danh sách có sao đâu. Không được. Chú xem nhà ông Hinh kia kìa. Trong danh sách hộ nghèo 3 năm nay rồi. Mẹ già thì ốm liệt giường, vợ thì tâm thần. Một thằng con khuyết tật chẳng có công việc gì. Nhà ông Hinh thì nghèo nhất làng mình rồi, em còn lạ gì? Thì đấy, em biết là nhà em không có đủ tiêu chuẩn, nhưng em muốn xin vào hộ nghèo để có thêm ít tiền trợ cấp thôi mà. Nhà chú không đến nỗi nào xuất hộ nghèo để dành cho những gia đình khó khăn chú à. Biết là thế, nhưng bác cứ giúp em, sau này em không quên ơn bác. Thôi chú về đi, tôi không bao giờ làm thế cả. Cả làng tín nhiệm tôi nên mới bầu tôi làm trưởng thôn. Tôi lại đi làm cái việc không đúng này thì còn ra làm sao? Hàng xóm láng giềng, bác có mất cái gì đâu. Chỉ cần ký cho em một chữ, thế mà bác cứ gây khó dễ hoài là sao? Không bao giờ tôi giúp chú cái việc này hết nha. Chú về đi. Bác Liên ơi! Có việc gì mà thập thập thò thò thế chú Long? Bác trưởng thôn có nhà không bác? Ông ấy lên xã rồi. May quá, em có việc nhờ bác. Có việc gì thì chú cứ nói. Chẳng là em muốn xin vào danh sách hộ nghèo để được thêm ít tiền trợ cấp. Nhưng mà bác trưởng thôn nhất định không cho em xin chữ ký để em lên xã làm thủ tục. Nhưng mà chú có phải hộ nghèo đâu. Dạ em biết thế, có thế em mới phải nhờ. Thế thì không được rồi. Em biếu bác con gà trống tơ, chắc nhất đàn gà nhà em đấy bác ạ. Đúng là con gà ngon. Vâng, bác à, bác giúp em nhé. Nhưng mà cũng khó. À, mà cứ để tôi thử xem sao. Vậy trăm sự nhờ bác nhé. Chú cứ yên tâm về đi, có gì tôi báo ngay. Tốt quá, bác giúp em nhé. Ông ký cho tôi một chữ vào đây đi. Sao lại ký vào tờ giấy trắng tinh chả có chữ gì thế này? Cứ ký trước đi, tôi viết vào sau cũng được. Nhưng ký làm gì mới được chứ? Tôi đang muốn làm đơn đi xin học cho thằng cháu ông chứ sao? Có chữ ký của ông cũng hơn. Thế thì bà cứ viết đơn đi xong rồi tôi ký. Tôi đang vội đi lắm. Ký luôn đi, rồi ra trường các cô hướng dẫn làm đơn sao? Bà là chúa rắc rối. Thế là đã đủ thủ tục. May quá, nhờ có bà vợ bác trưởng thôn chứ không thì... À, chú Long đây rồi. Tôi tìm chú mãi. Bác trưởng thôn. Tôi cấm chú không được làm cái trò này nhé. Chú xin chữ ký của tôi không được nên đút lót bà nhà tôi hả? Dạ... Bà ấy dám lừa tôi để lấy chữ ký giúp chú. Thế tờ giấy đâu rồi? Em để nhà rồi. Bác về nhà em mà tìm. Được rồi, tôi sẽ tìm cho ra cái giấy.
May quá ông ấy không biết mình đang cầm tờ giấy, vừa không mất gà lại vẫn có chữ ký của ông ấy. Bác Hình, bác Hình ơi, bác lên quỹ ban làm gì đó? Chú Long đây à, tôi lên đây vì cái danh sách hộ nghèo đấy. À, nhà bác ở trong danh sách hộ nghèo 3 năm nay rồi còn gì. Thế bác lên để làm thủ tục vào danh sách của năm nay hả? Không, tôi lên đây để làm thủ tục xin rút khỏi danh sách ấy chú ạ. À. Ờ, sao bác lại xin rút? Chẳng là thằng cò nhà tôi mới xin được việc đi bê gạch cho một đội thợ xây. Thấy là nhà tôi đỡ cơ cực rồi. Thằng cò nhà bác bị tật nguyền như thế mà cũng đi làm được sao ạ? À? Nó tuy bị tật nguyền nhưng vẫn còn khả năng lao động. Tại sao lại không đi làm cơ chứ? Thì tuy là thế, nhưng bác cứ kệ chứ việc gì phải xin rút khỏi danh sách hộ nghèo ạ? À? Mỗi tháng được thêm tiền trợ cấp, ai kiểm tra đâu mà bác lo? Sao lại thế? Tôi mong mãi mới đến cái ngày nhà tôi thoát khỏi chuẩn hộ nghèo để lên quỹ ban xin rút khỏi danh sách đấy. Người ta xin vào chẳng được, thế mà bác lại xin ra à? Nhà tôi tuy vẫn nghèo nhưng cũng đỡ hơn rồi. Còn nhiều gia đình khó khăn hơn nhà tôi ấy chứ. Như nhà bà Năm nè, có hai cậu con bị hội chứng đau. Nhà bác Lê có chồng vừa bị tai nạn, phải bán cả nhà đi đấy. Rồi nhà cậu Lớp, một mình cậu ấy nuôi cả bố mẹ già với mấy đứa em ăn học. Tôi nhường lãi suất cho những gia đình ấy chú ạ. À, thôi tôi đi nhá, chào chú. À, vâng, chào bác. Ông ấy đúng là người nghèo có lòng tự trọng. Khó khăn là vậy mà còn xin rút khỏi danh sách hộ nghèo để nhường suất cho gia đình khác khó khăn hơn. Chuyện vợ chồng. Chào ông Đại, sao ông ra phố muộn thế? À, chào cậu Văn, tôi ra tiệm trái cây của Thiêm Hà, mà cậu đi làm về muộn thế. Vâng ạ, dạo này công việc bận rộn ông ạ, ông đi cẩn thận nhé. Ừ. Hôm nay ông lại mua cam ạ, mà lúc chiều con thấy bà mua táo rồi mà. À, thì bữa tối bà nhà tôi mệt, chẳng ăn được mấy. Nên tôi định làm cho bà ấy cốc cam vắt. Cha cha, thế thì nhất bà rồi. Của ông là 55.000 ạ. Cảm ơn ông đã mua hàng. Ừ, tôi xin. Anh là đồ ích kỷ. Cô thôi đi, lúc nào cũng là tôi. Là tôi ư, tôi làm việc cũng là việc cái nhà này đấy. Tôi không cần. Không cần à? Được, thế thì tôi đi. Cháu xin lỗi, cháu không để ý nên không biết ông ở đây. Ông không sao, chỉ là rơi túi cam thôi mà. Thế còn cháu, trông cháu không ổn lắm. Không sao ông ạ, chỉ chuyện gia đình thôi ông ạ. Ừ, có gì vợ chồng bình tĩnh bảo nhau. Thôi ông về đã. Kìa, ông không sao chứ? Để cháu đưa ông về. Cảm ơn cháu nha. Dạ không có gì đâu ạ. Ông vào nhà nhé, cháu về đây ạ. Không vội gì, thì cháu vào uống với ông chén trà đã. Ờ, vâng, được ạ. Bà cứ ra kia ngồi, để tôi làm nước cam cho. Bà nhớ phải uống hết đi nha. Vậy để tôi pha ấm trà cho ông và cậu Văn hàn huyên. Ừ. Vợ chồng ông Đại trông thật hạnh phúc. Đến tuổi xế chiều rồi mà họ vẫn tình cảm thế kia. Thật đáng ngưỡng mộ. Trà xong rồi đây, bà pha hơi loãng vì không muốn hai ông cháu mất ngủ đêm nay đâu. Nước cam của bà cũng xong rồi đây. Tôi thì pha đặc vì không muốn đêm bà phải thức dậy nhiều. Thế nên bà phải uống hết đi nhé. Cảm ơn ông, tôi nhất định uống hết. Mà cháu có muốn xem giỏ lan của ông vừa mới ra hoa không? Giống lan này quý lắm đấy. À, thế thì tuyệt quá ạ. À. Cháu cũng thích trồng lan lắm. Nào, cầm cả bình trà ra ngắm hoa thưởng trà nào.
Cha cha, đúng là đẹp thật. Ông thật là mát tay, mới chăm được giỏ lan như thế này đấy. Nhờ bà nhà tôi cả đây, bà ấy chăm thì kỹ lắm. Nhìn ông bà hạnh phúc, cháu thật ngưỡng mộ quá. Còn gia đình cháu thì sao? Gần đây ông thấy hai vợ chồng cháu thường hay to tiếng. Ông xin lỗi nếu có tò mò quá. Gia đình cháu mà được bằng một phần như gia đình của ông thì có phải tốt không? Đã bao lâu rồi vợ chồng cháu chẳng có được một lời nói nhẹ nhàng, ngọt ngào với nhau. Chỉ toàn trách móc, quát tháo. Mỗi cây mỗi hoa cháu à, bát đũa trong chạn còn có lúc xô nhau mà. Thế cháu có biết vì sao trong cơn giận dữ người ta thường phải hét thật to vào mặt nhau không? Thì là khi nóng lên rồi ai cũng mất tự chủ, bình tĩnh. Nhưng sao phải hét lên khi cả hai đang đứng rất gần nhau, thậm chí đối diện nhau? Khi đó thật ra họ chỉ cần nói vừa phải là cũng đủ nghe rồi, phải không? Thật ra khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ không còn gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ biết giữa hai người có một khoảng cách rất xa, rất khó để thấu hiểu. Vì thế họ mới phải hét thật to để tiếng của mình bao trùm khoảng cách đó. Trái tim không gần nhau nữa? Đúng thế. Vì khi mới bắt đầu yêu nhau, không ai bao giờ phải hét to cả, bởi vì trái tim của họ ở cận kề nhau, khoảng cách giữa họ rất nhỏ. Họ chỉ cần những tiếng thì thầm ấm áp, hay thậm chí chẳng cần phải cất tiếng nói. Cháu đừng nói là khi hai vợ chồng cháu mới yêu hay mới cưới không như vậy nhé. Dạ. Gia đình nào chẳng có những giai đoạn căng thẳng, nhưng quan trọng là phải biết điểm dừng, đặt mình vào vị trí của đối phương và cùng nhau vun vào và cùng nhau vun đắp. Khi các cháu có tranh luận với nhau về vấn đề nào đó thì phải biết gắn giữ trái tim cận kề với nhau. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến cả hai cảm thấy xa cách nhau. Chỉ một lời to tiếng thôi là khoảng cách xa lắm rồi. Nếu lỡ có khoảng cách thì một người bước lại thu ngắn khoảng cách còn hơn cả hai cùng bước đi để khoảng cách xa mãi. Chứ không thì rồi cũng sẽ có một ngày khoảng cách ấy trở nên quá xa, quá rộng, đến mức cả hai sẽ không tìm thấy đường quay về đâu. Cháu cảm ơn ông đã mời cháu ở lại uống trà. Khi nãy trong lúc giận dữ bỏ ra nhà, cháu thật sự không biết mình sẽ đi đâu. Nhưng giờ cháu biết mình phải đi đâu rồi. Cảm ơn ông, giờ cháu xin phép ạ. Giá trị của bát cát sét. Đây, anh đặt nó vào chỗ này. Hay quá, hay quá. Phải coi thế này mới đã chứ. Có cái tivi này, không cần đến cái cassette cũ rích của bố nữa. Muốn xem gì, nghe gì đều có hết nhé. Nào, có gì mà anh phải buồn vậy? Bác làm sao mà hiểu được chứ. Chắc là đã tới lúc tôi bị bỏ đi rồi. Có tivi thì tôi làm gì có tác dụng gì nữa chứ. Con trai, đến giờ đi học rồi đó. Vâng ba. Gì thế nhỉ? Anh là ai mà hay thế? Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta là tivi đó. Anh ta giờ đang là ngôi sao đó. Chúng tôi từng gặp một vài người như anh ta ở các ngôi nhà. Đúng vậy, ta chính là tivi đời mới nhất. Ở chỗ nào ta xuất hiện thì chỉ cần ngồi một chỗ là cũng có thể biết mọi chuyện trên đời. À ha,
Vậy anh cũng giống như bác cắt xếp. Bác ấy cũng biết nhiều thứ lắm. Ngày nào bác ấy cũng kể cho chúng tôi nghe. Nhưng bác ta có thể chiếu hình cho các người xem không? Có nhiều kênh như của tôi không? Thế có muốn xem truyền hình nữa không? Có, chiếu tiếp đi, chiếu đi. Nào, đi ngủ thôi các con. Không, con không ngủ đâu. Con không ngủ được mẹ ơi. Con chưa buồn ngủ. À, phải rồi, phải nhờ bác cassette kể chuyện cho tụi nó ngủ. Này, để tôi bật một đoạn phim tình cảm lãng mạn cho mọi người nghe nhé. Thôi, cả ngày nay chúng tôi nhìn anh đến nhức mắt lắm rồi. Giờ chỉ muốn nghe giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của bác cassette thôi. Đúng đấy, bác cassette kể chuyện đi nào. Bác cassette đâu rồi? Quái lạ, cái cassette lúc chiều mình để trên nóc tủ mà. Trời, sao mày lại trốn vào tích ở chỗ này chứ? Mày có biết là không có mày là ta không ngủ được không? Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Kể chuyện đêm khuya. Chiếc máy tính. Ra bến xe lấy đồ mẹ tớ gửi đã, rồi hẳn về ký túc xá nhé. Ừ, đi. Tớ đói quá rồi đây nè. Hôm nay thế nào mẹ cậu cũng gửi đầy đồ ăn ngon nhỉ. Sinh nhật cậu cơ mà. Tất nhiên rồi, đi nào. Ngon quá là ngon Nam ơi. Ôi chào, con cảm ơn ông trời đã cho hôm nay là ngày bạn con sinh ra đời, để con được ăn thức ăn ngon tuyệt thế này. Sinh nhật chả tặng quà người ta, chỉ ăn là giỏi. Đã bảo nợ mà tớ đã tặng cậu cái thân tớ. Một thằng bạn mẫm mỉm, tốt bụng thế này mà còn chưa đủ hả? Cậu bóc quà mẹ gửi nhanh lên nào, tò mò quá. Ôi, mẹ tớ tâm lý quá Trung ơi, đúng là thứ tớ đang cần. Tuần sau lớp tớ học giải hóa bằng máy tính bỏ túi rồi. Sướng nhé, nhất cậu rồi đấy. Đây là chiếc máy đời mới nhất, lớp tớ cũng chỉ vài đứa có thôi đấy. Ừ, tớ sẽ cho cậu mượn mà. Một thời gian sau. Thôi chết, quên mất, hôm qua cô dặn chiều nay thi thử đề học sinh giỏi quốc gia. Cô dặn có mặt lúc 2:15. Thôi chết, máy tính đâu rồi? Thế là mất tiêu rồi, không nhớ là để quên ở đâu hay đánh rơi nữa. Biết nói với mẹ sao đây, mà hôm nay thi thử kiểu gì cũng phải có máy tính. Cô đã dặn rồi. Thôi, cứ phải lên trường rồi tính tiếp. Nam, chiều nay khối chuyên hóa được nghỉ cơ mà. Ừ, nhưng tớ quên bén. Chiều nay cô dặn lên thi thử đề thi học sinh giỏi quốc gia, mà máy tính của tớ mất tiêu rồi. Đề thi lại cần dùng máy tính, có chết không cơ chứ. Lớp cậu tuần tới là chọn đội tuyển quốc gia chính thức rồi nhỉ. Thế kỳ thi thử này quan trọng lắm. Để tớ vào lấy máy tính của tớ cho cậu mượn nha. Cậu mua máy tính lúc nào thế? Cậu lên làm bài thi đi, kẻo muộn. Tớ lên đây. Em đứng ngoài này đi. Giờ giảng bài tập bằng máy tính mà em lại không có máy tính thì học thế nào được. Em xin lỗi cô, em quên mất ạ. Vậy thì em đứng ngoài đi. Vì không có máy cũng không học được. Cô thất vọng quá.
cô đã dặn đi dặn lại từ tuần trước là buổi học này nhất định mỗi em phải chuẩn bị một chiếc máy tính có đủ các tính năng cô yêu cầu rồi mà. Lẽ nào đây chính là máy tính của mình, giống y máy mình, cả máy vết xước nữa. Chứ máy tính hôm nay thằng Trung mới mua, sao mà lại cũ thế này được? Mà thằng Trung lấy đâu ra tiền mua máy tính được? Đúng là nó lấy máy tính của mình. Chả trách, vừa thấy mình bảo thi thử quốc gia là thấy ai nấy phải đưa ngay cho mình. Chứ không đời nào nó lại chịu không có máy tính bị phạt thế kia. Không thể tin được Trung nó lại làm thế. Tìm thế nào cũng không ra cái máy nữa. Không thể nào mất trùng hợp thế được chứ. Lát nó về, mình phải mắng nó một trận nên thân. Bạn bè thân thiết với nhau mà lại làm thế, nó mượn mình có tiếc gì đâu chứ. Trung à, chiếc máy tính bỏ túi này là của thầy giáo Minh hàng xóm nhà mình cho con đấy. Thầy nói máy tính này thầy đã dùng một thời gian rồi, nhưng vẫn tốt lắm. Nghe mẹ kể chuyện con học trường chuyên trên tỉnh, thầy khen con lắm. Biết con đang cần dùng máy tính, thầy tặng lại cho con đấy. May quá, nếu không có thầy thì mẹ cũng chưa có tiền mua máy tính mới cho con đâu. Con nhớ giữ gìn cẩn thận mà dùng nhé. Thì ra là vậy. Thế mà mình nỡ nghi ngờ nó. Mình tệ quá. Nó đã hy sinh cả giờ học để cho mình mượn máy. Trung ơi, Trung ơi, tớ xin lỗi cậu. Cái thằng này làm tớ hết hồn. Xin lỗi cái gì hả? Vì tớ mà cậu phải đứng ở ngoài. Hầm thế. Có chuyện đó cũng phải xin lỗi. Tớ nghĩ một tiếc có sao đâu. Hôm nay cậu mít ướt lạ quá. Không chỉ có thế, tớ mất máy tính, tìm mãi không thấy đâu. Tớ còn nghi là cậu lấy đi học. Lúc về phòng đọc được bức thư mẹ cậu gửi cho cậu. Tớ cậu tha lỗi cho tớ nha. Cái thằng này nghi ngờ cả bạn bè thế đấy. Mà cậu đang giấu cái gì thế hả? Tan học rồi sao chưa về mà vẫn đứng đây? Thôi, chả giấu cậu nữa. Đây là tranh khắc gỗ cỏ bốn lá may mắn. Tớ học khắc để tặng cậu mấy hôm nay rồi đấy. Bù quà sinh nhật nghe chưa? Sắp xong rồi, tối tớ tặng. Chúc cậu tuần tới thi đỗ vào đội tuyển quốc gia. Cậu tốt với tớ quá. Mà cậu tha lỗi cho tớ chuyện cái máy tính nhé. Có gì mà lỗi với lầm, chúng ta là bạn cơ mà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.